Chào mọi người nha. Em có một con máy siêu đẹp. Này là gọi là siêu đẹp Maru 24 nha. Bình xăng này. Với hai kim nha. Và tư ly. Đó đẹp, siêu đẹp luôn. Này là bao hơi nha. Máy này là máy tỉa hàng rào trên cao nha mọi người. Cái đầu này là cái đầu Tanaka nha, của Nhật nha. Này là Made in Japan nha. Này nó có thể điều chỉnh 160 độ, 180 độ nha mọi người. Cái này ấy, cái bên kia này là em quấn cái này là em cho theo cái cục lửa để lắp vào đó nha, cho theo cái cục lửa để lắp vào. Máy này là bao hơi nha mọi người. Bao hơi cho cái cục lửa về thay vào là nổ thôi. Con này để cho mọi người 1,7 triệu nha. Không bao ship nha, máy bao hơi có lửa. 1,7 triệu nha.